Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đây là set đấu thứ hai, trận đấu tứ kết giữa cặp đôi Triệu Nghĩa và cặp đôi Hải Lâm. Set đấu thứ nhất thì Triệu Nghĩa đã thắng dễ với tỷ số 21-12. Cầu kết thúc tốt của Triệu 3-0. Ngoài một quả. Enter. Máy làm đấy. Một anh đấy đâu rồi sức mà làm. Mày nhìn thấy bọn anh mấy người này quản lý bao nhiêu thứ việc. Sức còn là vô rồi. Khoảng 2-3 tháng nữa là ra quản lý câu bộ của mình cùng với quản lý câu bộ cũng tổ chức nhiều hơn rồi. Đấy là chính là câu bộ cũng kết nối từ những tổ chức hiện những em tôi các đúng không? Nghĩa là câu bộ vào cái app đấy là cũng tổ chức được nhiều này luôn. Số là 8-2 cho Triệu Nghĩa. Dự kiến đây cũng sẽ là một trận đấu không quá khó khăn dành cho Triệu Nghĩa. 3-8. Các trận đấu của giải đấu này bên mình sẽ quay về chế độ 4K vì ánh sáng nhà thi đấu hôm nay không thực sự tốt, nên chắc chắn là cái trải nghiệm xem sẽ không được tốt như mọi lần. Rất mong các bạn thông cảm vì ánh sáng hơi yếu. Rất hay. Pha cầu tốt của Thanh Hải và Đức Lâm. 4-8. Đánh toàn 3C hả anh? À đây đây đánh toàn là C21 đúng không? Em tưởng đánh kiểu 31 thôi. Đánh này đánh này vào vòng trong cũng không đi đâu. Đâu rồi anh chưa nhìn thấy ai trả chút. Đang muốn xem có người nào trước đánh ở Đền Nư trả chút rút suốt. Có một giải thôi, anh chứng kiến một giải, còn 3-4 giải sau là vận động viên bắt đầu khỏe dần. Đánh kiểu này không? Rèn luyện. Phải rèn luyện. 5 trận có đây là rồi. Giải gọi là test thử giải đấu Cần Thơ đấy. Pha tấn công dồn dập của Hải và Lâm. 5-9. Đang hy vọng hôm nay có người chủ phút. Nếu mà không chủ phút, không có là phong trào lên rất mạnh. Không có y tế hả anh? Không, thua luôn. Chưa xem giải đơn ở... cũng là du mà. Đúng rồi. Nằm liên tội. Hy vọng là hôm nay có chủ phút. Để chứng tỏ là phong trào vẫn lên tí thôi. Còn nếu không chủ phút là phong trào và đội tay rất khỏe. Sáng nay có 3 xe nhiều không anh? Còn đa số bằng không. Một pha cầu giằng co. 16 cho Triệu Nghĩa. Đây.
18 cho cặp đôi Triệu Nghĩa. Trọng tài xác định là cầu ngoài sân, 12-8 cho Triệu Nghĩa. Vâng, một pha cầu rất kỹ thuật của Thanh Hải, 92. Xe đấu thứ hai có vẻ căng hơn xe đấu thứ nhất. Một pha dứt điểm rất gọn gàng, 13-9. Pha cầu không qua, đập cầu không qua lưới của Nghĩa, 10-14. Rất hay, pha cầu trên lưới không thể chê được của Triệu. Ông vua đánh lưới của giới phong trào, 15-10. Qua lưới của Nghĩa, 12-15. Ý đồ rất tốt nhưng rất tiếc là không qua lưới, 13-15. Các vận động viên sẽ thi đấu chỉ trong một ngày, đánh vòng bảng, tứ kết, bán kết, chung kết, đều đánh 3 set 21. Tiếp tục là một pha xử lý không tốt của Triệu, 14-15. Rất tốt của Hải, 15 đều rồi. Xe đấu thứ hai.
17-15. Rồi chỉ còn một điểm nữa thôi thì cặp đôi Trọng Nghĩa Ngọc Triệu sẽ là vào vòng đấu bán kết. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là cặp đôi Kiên Kiên, cặp đôi vừa mới thắng trận đấu tứ kết 1. Những pha đập cầu liên tục của Nghĩa. 21-16, như vậy là trận đấu đã kết thúc. Cặp đôi Triệu Nghĩa đã lọt vào vòng đấu bán kết.